Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Qua mỗi lần tham gia bình chọn là một lần sản phẩm tăng uy tín với thị trường tiêu thụ, với khách hàng. Đây cũng là lực đẩy cho doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, đầu tư, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện và đưa sản phẩm tốt nhất ra thị trường, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Vậy sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là gì? Và nhiều vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được giải đáp trong phần cuối của tạp chí Kinh tế Phú Hiến. Còn bây giờ, chương trình sẽ chuyển tới quý vị những tin tức tài chính thị trường, các sự kiện kinh tế trong tuần chúng tôi vừa cập nhật. Hưng Yên tiếp tục nâng cao thứ hạng trên bảng đánh giá chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022, tăng 25 bậc, đứng thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng thứ 5 trên 11 tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2020, chỉ số xếp hạng PCI của Hưng Yên ở vị trí thứ 53, năm 2021 xếp thứ 39 và năm 2022 thăng hạng vượt bậc ở vị trí thứ 14. Trong 10 chỉ số thành phần, Hưng Yên có 3 chỉ số xếp top 10 cả nước: chỉ số tiếp cận đất đai xếp thứ 5, chỉ số chi phí không chính thức xếp thứ 7, chỉ số pháp lý an ninh trật tự hạng 10. Sự thăng hạng chỉ số PCI trong năm 2022 là minh chứng cho thấy chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thuận tiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền tỉnh Hưng Yên. Theo dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hưng Yên là tỉnh có quỹ đất dự kiến cho phát triển công nghiệp lớn nhất cả nước với 15.798 ha. Cụ thể, đến năm 2030, Hưng Yên sẽ quy hoạch 29 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 9.200 ha. Trong đó, 15 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch đến năm 2020 với diện tích gần 3.900 ha. Dự kiến có 43 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Trong đó, duy trì hiện trạng 23 cụm công nghiệp, quy hoạch mới 11 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 600 ha, đưa ra khỏi quy hoạch 28 cụm công nghiệp rộng hơn 1.400 ha. Gửi ý kiến tới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số địa phương kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ 5 tới 15% so với hiện hành. Hưng Yên đề xuất mức tăng từ 10 tới 15%. Mức lương tối thiểu vùng hiện hành được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Cụ thể, vùng 1 tối thiểu 4,68 triệu đồng trên tháng, vùng 2 tối thiểu 4,16 triệu đồng trên tháng, vùng 3 là 3,64 triệu đồng trên tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng trên tháng. Với việc cải tiến khoa học kỹ thuật, nhãn sớm Hưng Yên đã cho thu hoạch, hiện có mặt hầu khắp các chợ, siêu thị trong và ngoài tỉnh, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Nhãn sớm Hưng Yên chủ yếu là các loại nhãn Hưng Chi, nhãn siêu ngọt, nhãn T6, quả to từ 50 đến 60 quả trên 1 kg. Mẫu mã đẹp, hạt nhỏ, cùi giòn, vị ngọt đậm và thơm. Nhãn sớm có giá từ 40.000 tới 70.000 đồng trên 1 kg, gấp từ 2 tới 3 giá bán chính vụ, vẫn cháy hàng. Các chương trình cho vay mua nhà đang được các ngân hàng đồng loạt tung ra thị trường với nhiều ưu đãi về lãi suất vay, dao động từ 4,99 tới 13,5% trên năm. Trong đó, lãi suất vay mua nhà thấp nhất hiện nay đang thuộc về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) ở mức 4,99% trên năm, chỉ áp dụng ở 3 tháng đầu với các khoản vay có thời hạn trên 24 tháng. Một số ít các ngân hàng có lãi suất vay mua nhà ở mức tầm trung dưới 10% trên năm gồm Shinhanbank 7,99% trên năm, TPBank 8% trên năm và OCB 8,49% trên năm. Tại một số ngân hàng, khách hàng muốn hưởng lãi suất tốt hơn thì phải mua thêm combo gồm gửi tiết kiệm, tài khoản số đẹp, thẻ tín dụng, v.v. Và bây giờ là tin vui cho người tiêu dùng khi hàng loạt những hàng hóa thiết yếu và nguyên vật liệu đầu vào giảm giá. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, vì thế các chương trình khuyến mãi sâu được các siêu thị, cửa hàng điện máy tung ra với kỳ vọng sẽ kéo sức mua tăng cao. Hệ thống điện máy xanh giảm giá đến 30% cho các mặt hàng điện lạnh, laptop, điện thoại. Một số mã sản phẩm TV, tủ lạnh, điều hòa, hàng trưng bày còn giảm sốc đến 60-70%, giảm đến 25-30% hàng gia dụng, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, chảo chống dính. Ngoài giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, các cửa hàng còn tổ chức mini game giảm giá khi đặt mua hàng online, kèm thêm các dịch vụ trả góp lãi suất 0%, giao hàng, lắp đặt miễn phí. Theo đà giảm của giá sắt thép trên thế giới, các doanh nghiệp thép trong nước vừa đồng loạt điều chỉnh giảm giá thép xây dựng sau 6 lần tăng liên tiếp từ đầu năm nay, mức giảm từ 100.000 đồng trên tấn tới 610.000 đồng trên tấn. Hiện tại giá thép xoay quanh mức 15 triệu đồng trên tấn tới 17,57 triệu đồng trên tấn. Tùy từng thương hiệu và chủng loại thép,
thép cuộn CB240 Hòa Phát đồng loạt giảm 300.000 đồng trên tấn tại cả ba miền, hiện ở mức 15,66 triệu đồng trên tấn. Thép Việt Đức giảm 200.000 đồng trên tấn, với thép D10 CB300 hiện có giá là 15,76 triệu đồng trên tấn. Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa từ 10% xuống còn 8% với hai phương án. Cụ thể, phương án 1 sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế này. Phương án 2 là sẽ chỉ giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ chưa được giảm thuế trong năm 2022 theo nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa được công bố và khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân mới ban hành, để bằng với giá thành sản xuất năm 2022, mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ phải tăng 167,82 đồng trên kilowatt, tương ứng với mức bán lẻ là hơn 2.000 đồng trên kilowatt. Như vậy, mức tăng giá điện bán lẻ bình quân khoảng 9%. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, mức tăng giá cụ thể, thời điểm tăng sẽ được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tổng hài hòa lợi ích của tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất, người dân và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 10 năm trước, Hưng Yên đã rất chú trọng phát triển nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đến nay, đã có trên 40 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn tạo cơ hội để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, tiếp cận thị trường tốt hơn nhiều. Vậy sản phẩm công nghiệp nông thôn là gì? Khi được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn thì sẽ mang lại lợi ích gì cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất ra sản phẩm đó? Quá trình được công nhận ra sao? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong mục chuyện từ Phú Hiến hôm nay. Trước tiên, mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Bộ sản phẩm từ nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên, bộ sản phẩm phấn hoa ong, mật ong sữa ong chúa của doanh nghiệp mật ong Danh Vị, bộ sản phẩm trang sức bằng bạc của hợp tác xã Trạm Bạc Phổ Ủng, vân vân. Đây chính là những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên đã được bình chọn, trong đó có những sản phẩm đã được bình chọn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia. Hơn 10 năm qua, kể từ năm 2012, Hưng Yên đã rất chú trọng phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 44 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó có 6 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do ngành công thương chủ trì tổ chức là một chương trình có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Qua mỗi lần tham gia bình chọn là một lần sản phẩm tăng uy tín với thị trường tiêu thụ, với khách hàng. Đây cũng là lực đẩy cho các doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, đầu tư, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện và đưa sản phẩm tốt nhất ra thị trường, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tiếp theo sẽ là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đại diện Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Hưng Yên. Trước tiên thì rất là cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ạ. Thưa ông, là chúng ta nên hiểu như thế nào là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ạ? Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ấy là cái sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất ra mà đáp ứng những cái tiêu chí theo cái đánh giá quy định tại thông tư 26 về các sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Ví dụ như về môi trường, về giá trị kinh tế, về khả năng mở rộng sản xuất thị trường, về khả năng giải quyết việc làm. Đấy là những cái mà trong quy định tại thông tư 26 của Bộ Công Thương đã quy định về các sản phẩm và khái niệm thế nào về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Vậy thì một sản phẩm vừa có thể được đánh giá là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lại vừa được đánh giá là sản phẩm OCOP được không ạ? Cái này là hoàn toàn có. Ở đây ví dụ như ở sản phẩm ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì cũng có rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như đơn giản như cái sản phẩm của công ty nghệ Hoàng Minh Châu ở Khói Châu Hưng Yên thì cái này cũng là vừa là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và vừa là sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì những nhóm sản phẩm nào sẽ được xét để đánh giá trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu? Nó sẽ thuộc vào 4 cái nhóm ngành mặt hàng chính. Thứ nhất là về cái nông lâm thủy sản, về cơ khí, về dệt may da giày cũng như là về cái thủ công mỹ nghệ. Ví dụ như hàng về thủ công mỹ nghệ ở đây trên địa bàn tỉnh thì cũng có cái sản phẩm của cái làng nghề mộc hoặc là vàng bạc ở Phủ, làng hợp tác xã vàng bạc Kỳ Anh cũng là một trong những cái sản phẩm đã được
đạt sản phẩm nông tiêu biểu. Còn về da giày có thể nói kể đến như là sản phẩm của công ty Cộng đồng 18/4 hay là La Rosa ở trên địa bàn tỉnh. Thưa ông, là khi mà các sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì sẽ tạo ra những cái sự thuận lợi như thế nào cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất, các hợp tác xã có những sản phẩm này tại khu vực nông thôn? Các sản phẩm mà được bình chọn đạt giải thì đầu tiên là được cấp giấy chứng nhận là đạt giải, thứ hai nữa là được ưu tiên để tham gia những cái hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để đưa cái hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng, hội nghị xúc tiến thương mại rồi là những cái hội chợ. Và hai nữa là đồng thời là hàng năm Sở Công Thương có ưu tiên một phần kinh phí hỗ trợ khuyến công đấy, rồi xúc tiến thương mại, hỗ trợ các cơ sở này đẩy mạnh sản xuất này, hỗ trợ về nhãn hiệu hàng hóa để đẩy mạnh cái sản xuất, đưa gần hơn cái hàng hóa này đến với người tiêu dùng, quảng bá ra thị trường. Thưa ông, là để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thì thời gian qua ngành công thương đã có những cái sự hỗ trợ như thế nào đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cũng như là các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ạ? Cơ sở sản xuất mà đã đạt cái thương hiệu sản phẩm tiêu biểu thì thời gian qua Sở Công Thương trên cơ sở cái nguồn kinh phí hàng năm ấy, cũng đã tổ chức hỗ trợ được 10 ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất đối với cả các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu, và hỗ trợ những lớp đào tạo nghề với khoảng 210 lao động. Đồng thời bên cơ sở đó thì cũng xây dựng phát triển cái thương hiệu với hai cơ sở. Đấy là những cái hoạt động mà gắn với cả hoạt động khuyến công. Thưa ông, là các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất tại nông thôn khi mà muốn đăng ký để được xét là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì sẽ cần phải làm những gì ạ? Có 4 cái cấp bình chọn: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Thế thì hiện nay theo cái thông tư 26 của Bộ Công Thương hướng dẫn về cái trình tự thủ tục thì nếu mà ví dụ là cấp tỉnh thì hàng năm Sở Công Thương tham mưu với Ủy ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, thì sau đó thì cái kế hoạch này sẽ được phổ biến đến các sở ngành cũng như là các huyện, thị xã, thành phố có liên quan. Thì trên cơ sở đó thì sẽ hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu có sản phẩm thì sẽ xây dựng cái hồ sơ đăng ký tham gia và gửi về Sở Công Thương. Sau đó Sở Công Thương sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh để thành lập hội đồng bình chọn. Trên cơ sở đó thì sẽ tổ chức bình chọn, và trong cái cuộc tổ chức bình chọn đấy thì sẽ có cái báo cáo với Ủy ban nhân tỉnh để mà cái kết quả, sau đó thì Ủy ban tỉnh sẽ ra cái quyết định để công nhận các sản phẩm là đạt cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Thế còn nếu mà cấp quốc gia và cấp khu vực thì trên cơ sở cái kết quả mà đã đạt được ở cấp tỉnh hàng năm thì Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương sẽ tham mưu với Bộ để tổ chức cấp khu vực và cấp quốc gia. Thì trên cơ sở đó các tỉnh, trong đó có tỉnh Hưng Yên, xây dựng hồ sơ để đăng ký với cả Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì tham mưu với cả Bộ để bình chọn đấy, thì là sẽ có những cái hồ sơ tham gia, tỉnh Hưng Yên sẽ gửi lên trên đó, và trên cơ sở đấy thì Trung ương sẽ tổ chức cái bình chọn ở cấp khu vực và cấp quốc gia. Ở đây có thể là liên hệ trực tiếp với cả Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại, hoặc liên hệ với trực tiếp với cả Phòng Quản lý Công nghiệp của Sở Công Thương, thì sẽ là những đơn vị mà có thể hướng dẫn trực tiếp về hồ sơ, về thủ tục. Cũng trong tháng này Sở Công Thương cũng đã có cái văn bản để lựa chọn gửi các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở để lựa chọn các đơn vị đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực để tham gia cái bình chọn cấp quốc gia. Tháng này thì chúng tôi cũng sẽ tổng hợp để gửi lên Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương để tham gia cái cấp bình chọn cấp quốc gia năm 2023. Thưa ông, là trong thời gian tới thì ngành công thương Hưng Yên sẽ có những định hướng như thế nào để có thể phát triển nhiều hơn nữa các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu? Thứ nhất thì tiếp tục tham mưu với Ủy ban tỉnh để ban hành những cái kế hoạch tổ chức tiếp tục bình chọn để tìm ra được những sản phẩm mà nó mang tính tiêu biểu ở trên địa bàn tỉnh đối với các cơ sở nông thôn thôn, để làm sao mà bình chọn được ra và đưa các sản phẩm này đến với tên tay người tiêu dùng gần hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, để tăng cái giá trị sản xuất, giá trị kinh tế cho các cơ sở, cũng như là hỗ trợ các cơ sở này để tham gia những cái hội chợ, những cái hội nghị xúc tiến thương mại, qua đó đẩy mạnh cái sản xuất, cũng thúc đẩy phát triển thị trường cho sản phẩm công nghiệp nói chung và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nói riêng. Vâng, rất là cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.